Chút xíu. Bác sư Vũ chào chị. Giờ bác sư Vũ đã căng ngang mặt xong với chị rồi, chị có điều gì muốn nói không? Mình rất thích, bởi vì cái không còn cái nếp nhăn nữa mà làm thì nó không có đau đớn. Mình rất thích. Chị rờ lên da mặt rồi so sánh coi. Mình rờ thì da nó căng hơn, nó không còn mềm nhũn như lúc trước. Đây các bạn, hình ảnh trước sau của chị ha. Đây. Phóng to cái hình lên giùm anh. Cũ thì cái nếp nhăn mình rất rắn thì là nó sâu hơn, hai bên nó sâu. Bây giờ nó không còn nếp nhăn nữa. Mà cái da trở nên rất không có bị sệ. Hai bên nó không còn sệ nữa. Chỗ hơn được mấy này nè, nó mấy bữa nó còn sệ, bây giờ nó cũng không có. Đó, các bạn xem hình ảnh trước sau của chị ha. Khi làm thì chắc chắn là nó sẽ... Năm nay chị bao nhiêu tuổi? 57. 57 đó các bạn. Đó, chị năm nay 57 tuổi, hình ảnh trước vì, và sau khi căng da mặt. Cũ quá, sợ quá. Nhìn hình cũ không muốn nhìn nữa luôn á. Hai bầu má của chị là chảy xệ rất là nhiều, bây giờ thon gọn lại rồi các bạn nhé. Nhìn khuôn mặt phúc hậu hơn. Chị có điều gì muốn chia sẻ cho các bạn không? Mình muốn các bạn nên đi làm. Mình cũng khuyên các bạn là nên là tiết kiệm một tí, nên làm cho mình đẹp ra để yêu đời hơn, cảm thấy mình tự tin hơn. Cười lên cái coi. Cảm ơn chị nhiều nha.